bạn cô Khanh đây. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học về progressive adjectives nói về sở hữu nhé. Đầu tiên mời các bạn nghe những câu sau đây. I'm Italian. My family are from Rome. You're in level 1. This is your classroom. He's the director. His name is Michael. She's your teacher. Her name is Tina. It's a school. Its name is Queen's School. We're an international school. Our students are from many different countries. They are new students. Their names are David and Emma. Vậy đối với chủ ngữ I am Italian. Vậy là ai là tôi? Tôi là người Ý. Gia đình của tôi tới từ from. Vậy gia đình của tôi mình sẽ sử dụng là My family are from Rome. Tương tự, bạn ở trong Cấp độ 1 You are in level 1 Nhưng mà đây là lớp học của bạn Của bạn thì mình sử dụng là This is your classroom He's the director Vậy he là anh ấy Anh ấy là uh, Một đạo diễn His name is Michael Vậy tên của ảnh là His name Cô ấy là Giáo viên của bạn She's your teacher và tên của cổ là Tina vậy mình sẽ là her name is Tina. Đó là một ngôi trường đó, nó là một ngôi trường vậy nó là chủ ngữ mình sử dụng là is a school. Nhưng mà tên của nó là Queen School vậy mình là của tên của nó là its name is Queen School. Chúng ta là một trường quốc tế We are an international school. Sinh viên của chúng ta là tới từ nhiều quốc gia khác nhau. Vậy là sinh viên của chúng ta mình sẽ là Our students are from many different countries. Họ là những học sinh mới. They are new students. Tên của họ, their names are David and Emma các bạn chú ý khi mình dùng đại từ sở hữu his mình dùng để chỉ sở hữu của một người đàn ông của anh ấy của chú ấy. mình dùng hơ khi chỉ về đồ vật sở hữu của một người phụ nữ của cổ của bà, của bà ta mình dùng từ chỉ sở hữu đe dùng cho nhiều người, nhiều vật của chúng nó, của bọn họ, của bọn nó chẳng hạn. Đối với tính từ sở hữu sẽ không thay đổi với danh từ số nhiều nhé. Chúng ta cùng làm một số bài tập sau. Ví dụ, My name is Dali. I'm from Brazil. Vậy tên của tôi là Dali. Tôi tới từ Brazil. Mời các bạn cùng làm. Number 1. The students are from Italy. Their names are Susanna and Tito. Number 2. She's in my class. Her name is Rebecca. We are in class two. Our teacher is Richard. Number four, London is famous for its parks. Five, how do you spell your surname Anna? Six, this is my teacher. His name is Brad. Seven, I'm from London. My address is 31 Old Kent Road. Bài học đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.